Kể từ năm 2010, có một điều mà mọi chỉ huy quân sự ở Washington đều đồng ý. Đó là Hải quân Hoa Kỳ cần mở rộng quy mô hạm đội của mình ngay lập tức. Bởi tuy vẫn đang dẫn đầu về sức mạnh công nghệ, thế nhưng người Mỹ lại thiếu đi số lượng chiến hạm đông đảo, qua đó khiến họ không có đủ lực lượng để tuần tra các vùng biển quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cùng với đó là ngăn chặn sức mạnh hàng hải ngày một tăng của Trung Quốc. Vì vậy, một ý tưởng có phần điên rồ đã được đưa ra. Đó là mang trở lại các thiết giáp hạng. Câu hỏi ở đây là, liệu những kỳ quan quân sự một thời có thể tìm thấy chỗ đứng của mình trong chiến tranh hiện đại? Và nếu có, thì bằng cách nào? Trước khi đi vào nội dung chính, hãy gia nhập cộng đồng người yêu thích kiến thức quân sự trên YouTube ngày hôm nay bằng cách để lại một lượt like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung thú vị nào sẽ ra mắt trong tương lai. Và bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, vì một vài lý do mà chủ yếu là sự phổ biến của các loại vũ khí tấn công tầm xa như máy bay chiến đấu và tên lửa hành trình, các thiết giáp hạm trên thế giới đã dần bị thất sủng. Mặc dù vậy, Hải quân Hoa Kỳ vẫn duy trì một số ít trong lực lượng dự bị của họ. Về sau, người Mỹ đã sử dụng chúng tại Triều Tiên và Việt Nam để làm nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực. Vào giai đoạn những năm 1980, một số thiết giáp hạm thuộc lớp Iowa đã được tái triển khai để cạnh tranh với các tàu thiết giáp tuần dương lớp Kirov của Liên Xô. Và lần cuối cùng người ta thấy những chiến hạm khổng lồ này xuất hiện ngoài chiến trường là trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991, khi hai tàu USS Missouri và Wisconsin đã tham gia một cuộc pháo kích nghi binh nhằm đánh lừa các chỉ huy Iraq về kế hoạch thực sự của lực lượng do Mỹ dẫn đầu. Đến khi chiến tranh lạnh kết thúc với sự sụp đổ của Liên Xô và Hoa Kỳ chính thức bước lên ngôi vị trí siêu cường đứng đầu thế giới, Hải quân nước này không còn thấy cần thiết phải duy trì hạm đội thiết giáp hạng nữa. Do đó, những chiếc tàu cuối cùng thuộc loại này đã ngừng hoạt động vào những năm 1990. Tuy nhiên, ngay cả khi bước sang thiên niên kỷ mới, đã có những lời bàn tán về việc liệu cho chúng về vườn lúc này có phải là quá sớm hay không. Năm 1995, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ sau cuộc bỏ phiếu đã quyết định giữ lại hai tàu thiết giáp lớp Iowa, đồng thời tuyên bố những tàu chiến này là nguồn tiềm năng duy nhất còn sót lại của lực lượng hỗ trợ hỏa lực mạnh, chính xác, số lượng lớn và liên tục suốt ngày đêm. Nhờ vậy mà hai chiếc Wisconsin và New Jersey mới được trở lại trong danh sách đăng ký của Hải quân năm 1998. Mặc dù vậy, cuối cùng thì chúng vẫn phải nghỉ hưu và chuyển đổi thành tàu bảo tàng. Trên thực tế, nếu nhìn nhận một cách công tâm, thì thiết giáp hạm có khả năng cung cấp lực lượng hỏa lực mà không loại tàu chiến nào có thể so sánh được. Đến mức một số chuyên gia hải quân đã đặt câu hỏi, liệu rằng chúng có thực sự lỗi thời hay chỉ đơn giản là cần được nâng cấp để phù hợp hơn với chiến tranh hiện đại? Như đã nói, nguyên nhân lớn nhất khiến loại tàu chiến này trở nên lạc hậu là bởi việc sử dụng rộng rãi vũ khí tấn công chính xác tầm xa. Phải thừa nhận, đây là những khí tài hết sức tuyệt vời với tầm bắn lên tới hàng ngàn km và có thể đánh trúng các yếu điểm của mục tiêu. Thế nhưng chúng có một vấn đề, đó là giá trị cao đi kèm chi phí lớn, hay nói cách khác là đắt tiền. Chẳng hạn như tên lửa hành trình Tomahawk có giá khoảng 2 triệu đô mỗi quả. Và như chúng ta đã thấy trong cuộc chiến ở Ukraine, những loại đạn dược hiện đại, chính xác, đắt đỏ cùng hệ thống điện tử phức tạp có thể bị cạn kiệt nhanh chóng trong một cuộc xung đột với đối thủ có sức mạnh quân sự ngang hàng hoặc gần ngang hàng. Trong khi đó, sự xuất hiện thiết bị không người lái giá rẻ, thứ đang làm mưa làm gió trên bầu trời và sớm thôi sẽ là cả trên đất liền và dưới biển, sẽ khiến việc sử dụng những tên lửa đắt tiền sẽ trở nên kém kinh tế hơn. Ví dụ, những chiếc máy bay không người lái Shahed 136 của Iran có giá từ 20.000 đến 40.000 đô la được Nga sử dụng ở chiến trường Ukraine đã chứng tỏ tính hiệu quả và nhanh chóng trở thành vũ khí chủ chốt trong các cuộc tấn công trên không hàng loạt.
thường được triển khai để áp đảo lực lượng phòng không và tăng cơ hội tiêu diệt các tên lửa có giá từ 6 đến 7 con số. Đây chính là lý do tại sao các đơn vị quân đội Ukraine đã triển khai các loại pháo phòng không kiểu cũ trong hoạt động chống lại máy bay không người lái. Bắn hạ máy bay không người lái rẻ tiền bằng tên lửa đắt tiền là một trong những cách để thua một cuộc chiến. Thế nhưng bắn hạ UAV rẻ tiền bằng đạn, thậm chí còn rẻ hơn, sẽ gây áp lực lên kẻ thù. Từ thực trạng đó, một số chuyên gia quân sự ở Washington đã đưa ra ý tưởng đưa trở lại các thiết giáp hạm với ý tưởng tương tự. Theo đó, một quả đạn pháo 127 ly chỉ có giá vài trăm đô la mỗi quả, rẻ hơn rất nhiều nếu so với hàng triệu đô của tên lửa hành trình. Ngoài ra, pháo hạm không phụ thuộc vào các hệ thống công nghệ hiện đại được kết nối với nhau để tấn công mục tiêu. Nhờ vậy, chúng khó gặp rắc rối trong quá trình tác chiến hơn. Cụ thể, những loại vũ khí kiểu như bom dẫn đường bằng GPS cần dựa vào mạng lưới vệ tinh, máy bay giám sát và máy bay không người lái cung cấp tọa độ thông qua phương tiện điện tử. Nếu bất kỳ hệ thống nào trong số này bị chuyển sang trạng thái ngoại tuyến bởi một cuộc tấn công từ kẻ thù, thì trong trường hợp xấu nhất, vũ khí sẽ kém hiệu quả đi trông thấy. Còn tệ nhất là chúng sẽ trở thành đống phế liệu đồng nát vô giá trị và hàng triệu đô la tiền thuế ngay lập tức bốc hơi mà chẳng thu lại được gì. Mặt khác, dù học thuyết hiện đại yêu cầu đạn pháo dẫn đường chính xác, thế nhưng ngay cả khi không có GPS, quả đạn vẫn có thể từ trên trời rơi xuống khu vực của mục tiêu dự định. Với hỏa lực tập trung và số lượng đạn bắn ra đủ nhiều, một hoặc một số viên đạn sẽ bắn trúng. Trái lại, tên lửa không thể được triển khai theo cách này, khiến một phát bắn vô dụng, đồng nghĩa với việc tiêu phí hàng triệu đô. Tất nhiên, phương pháp sử dụng pháo binh kiểu cũ này không phải không có nhược điểm. Do nhu cầu sử dụng nhiều nên tình trạng cạn kiệt đạn dược sẽ luôn là mối đe dọa. Tuy vậy, đạn pháo thì rẻ tiền và dễ chế tạo để tái bổ sung hơn nhiều so với tên lửa. Vì thế, các thiết giáp hạm hoàn toàn phù hợp với vai trò hỗ trợ hỏa lực trong chiến tranh trên biển. Khi nhìn vào những con số, những người ủng hộ việc hồi sinh chúng lại càng có thêm luận cứ làm cơ sở vững chắc cho quan điểm của mình. Về số lượng đạn dược, thiết giáp hạm lớp Iowa có thể mang theo hàng ngàn đạn pháo với xấp xỉ 1.200 quả, thuộc loại 406 ly. Trong khi đó, tàu khu trục lớp Aleberg chỉ có khoảng 60 tên lửa. Vì những lý do đó, Quốc hội Hoa Kỳ không muốn cho các thiết giáp hạm nghỉ hưu. Với sự xuất hiện của chúng trên chiến trường, lực lượng hỏa lực mà Hải quân Mỹ có thể triển khai sẽ vượt xa bất cứ thứ gì từng được thấy từ thời chiến tranh chống khủng bố. Trên thực tế, đã có những dấu hiệu cho thấy thiết giáp hạm hoặc một loại khí tài tương tự đang trong quá trình xem xét cho tái nhập ngũ. Gợi ý đầu tiên là thông qua chương trình đạn dẫn đường tầm xa ERGM dành cho pháo hạm cỡ 127 ly. Đây là một chương trình kéo dài hơn 15 năm nhằm phát triển các loại đạn pháo được hỗ trợ bằng tên lửa, có độ chính xác cao và đạt tầm bắn khoảng 110 km. Tuy nhiên, dự án này đã bị hủy bỏ vào năm 2008 do nhiều cuộc thử nghiệm thất bại và chi phí tăng đáng kể. Sau đó, Hải quân đã tiếp tục thực hiện nỗ lực thứ hai với hệ thống pháo tiên tiến AGS được gắn vào một nền tảng mà cuối cùng trở thành tàu khu trục lớp Zumwalt. Đây là khẩu pháo lớn nhất được trang bị trên tàu chiến Mỹ kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nó có thể bắn đạn tấn công mặt đất tầm xa LRLAP cỡ 155 ly. Và đúng như cái tên của mình, đây là loại đạn có tầm bắn xa nhất của Hải quân Hoa Kỳ, lên tới 137 km. Điều này, kết hợp với tiết diện phản xạ radar thấp của Zumwalt, đã mang lại cho các tàu chiến mới khả năng kết hợp hỏa lực mạnh mẽ với tính năng tàng hình, qua đó giúp chúng trở thành triển vọng hấp dẫn để hỗ trợ cho các hoạt động đổ bộ. Thế nhưng, do việc giảm số lượng đặt hàng tàu khu trục lớp Zumwalt từ 32 xuống chỉ còn 3 chiếc, chi phí cho đạn tấn công mặt đất tầm xa đã tăng vọt lên 800.000 đô la và khi nó không còn khả thi về mặt kinh tế. Với những trở ngại này, một lần nữa có vẻ những ý tưởng về các thiết giáp hạm hiện đại sẽ không còn nữa. Mặc dù vậy, các lãnh đạo cấp cao của Hải quân Hoa Kỳ tin rằng không thể từ bỏ hoàn toàn việc hỗ trợ hỏa lực bằng pháo hạm và kinh nghiệm thu được từ việc quan sát chiến trường Ukraine chắc chắn sẽ củng cố quan điểm đó. Với khả năng chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực ngày càng mạnh của Trung Quốc, người Mỹ cảm thấy rằng cần phải phát triển một biện pháp đối phó hoạt động trong môi trường mà tác chiến điện tử có thể ngăn chặn tên lửa tầm xa chính xác hoặc đe dọa hoạt động của máy bay chiến đấu. Vào đầu năm 2014, công ty Huntington Ingalls Industries đã đề xuất chuyển đổi tàu vận tải đổ bộ lớp San Antonio thành tàu đổ bộ mang vũ khí chiến đấu.
Mặc dù ban đầu dự án diễn ra thuận lợi và có nhiều hứa hẹn, nhưng hiện tại hải quân đã không còn mặn mà với nó nữa. Và trong yêu cầu ngân sách năm tài khoá 2024, họ đã không đưa bất kỳ tàu nào như vậy vào kế hoạch mua sắm. Trước đó, từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2022, Hải quân Hoa Kỳ đề xuất một giải pháp khác giống với thiết giáp hạm, ít nhất là một phần chức năng. Đó là xây dựng một hạm đội gồm 96 tàu chiến mặt nước cỡ lớn cho đến năm 2045. Mặc dù vẫn chưa có thông tin chi tiết, nhưng những gì được tiết lộ cho biết loại chiến hạm này sẽ có khả năng được trang bị tên lửa siêu thanh và vũ khí năng lượng định hướng. Đây được xem là động thái nhằm chế tạo một vũ khí đủ uy lực và uy tín với mục đích đánh bại tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc, đồng thời gạt bỏ mối lo ngại đã ám ảnh người Mỹ bấy lâu nay về khả năng sống sót của các tàu lớn trong chiến tranh. Sau Thế chiến thứ hai, ngoài các tàu sân bay có khả năng sát thương tăng theo kích thước nhờ chở được nhiều máy bay hơn, thì những loại tàu chiến mặt nước khác của Hải quân Hoa Kỳ có xu hướng được thiết kế nhỏ gọn lại do lớp giáp dày không còn được xem là một lợi thế trước sự phổ biến của tên lửa chính xác. Tuy nhiên, với sự ra đời của nhiều loại công nghệ mới tiêu tốn nhiều năng lượng hơn, những con tàu cỡ lớn có thể xứng đáng được xem xét lại vì những lý do bên cạnh khả năng mang theo nhiều vũ khí hơn. Máy bay không người lái, tia laser, cảm biến tinh vi cho đến cả súng điện từ mà Hải quân Hoa Kỳ đã thử nghiệm từ lâu, tất cả đều cần nhiều năng lượng hơn các hệ thống vũ khí trước đây. Các thiết giáp hạm mới với khả năng cao là được trang bị lò phản ứng hạt nhân sẽ có thể tạo ra mức năng lượng này cao hơn hạm đội mặt nước hiện tại của Hải quân Hoa Kỳ. Ngoài ra, một hạm đội thiết giáp hạm mới có thể mang theo nhiều tên lửa sẽ kết hợp được khả năng gây sát thương và sống sót tốt hơn so với trước đây. Cùng với đó, chính sự nổi lên của chiến lược chống tiếp cận, chống xâm nhập A2AD có thể buộc thiết giáp hạm phải quay trở lại hình thái cổ điển của nó. Trong môi trường chiến tranh hiện đại, các tàu chiến cần lường trước việc phải xuống ngủ với Titanic bởi tên lửa, ngư lôi hay máy bay không người lái. Tất nhiên, thiết giáp hạm sẽ không tránh khỏi bất kỳ điều nào trong số đó. Thế nhưng kích thước to lớn sẽ cho phép chúng mang theo nhiều vũ khí tấn công và phòng thủ hơn. Để chống lại A2AD, một con tàu như thiết giáp hạm vừa có thể tự vệ trước kẻ thù, đồng thời tiếp tục triển khai lượng lớn hỗ trợ cho hoạt động của đồng minh trong lãnh thổ thù địch sẽ là câu trả lời khả thi và lý tưởng nhất. Có điều, đừng mong đợi Hải quân Hoa Kỳ sẽ đưa 8 chiếc thiết giáp hạm mà họ đang dùng làm bảo tàng trở lại hoạt động một cách đơn giản, giống như trong phim Battleship. Lý do là bởi chúng đều đã quá cũ và sẽ đòi hỏi một đợt đại tu toàn diện với chi phí cao ngất ngưởng. Thậm chí ngay cả những ứng viên sáng giá nhất là 4 con tàu lớp Iowa cũng cần được sửa chữa và thay thế các phụ tùng cần thiết để sẵn sàng chiến đấu trở lại. Trên thực tế, Hải quân Hoa Kỳ không phải là chưa từng thử làm điều đó. Khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ vào đầu những năm 1950, họ đã vạch ra kế hoạch trang bị cho 3 thiết giáp hạm lớp Iowa giúp chúng có thể phóng đạn hạt nhân từ pháo chính 406 ly. Theo đó, USS Iowa, New Jersey và Wisconsin đã được thay đổi một chút trong thiết kế băng đạn để mang theo 10 quả đạn Mark 23KT và 9 quả đạn luyện tập, quả đó đem lại cho Hải quân lực lượng pháo hạt nhân lớn nhất và uy lực nhất trên thế giới, với tổng sức mạnh có thể đạt 135-180 kiloton. Bên cạnh đó, đến cuối những năm 1970 đã có đề xuất biến 4 tàu lớp Iowa thành tàu sân bay chiến đấu. Cụ thể, chúng sẽ được trang bị 6 khẩu pháo 406 ly có thể bắn nhiều loại đạn hiện đại, hệ thống phóng thẳng đứng bao gồm 320 ống có khả năng bắn Tomahawk, tên lửa tiêu chuẩn, tên lửa đạn đạo và các mẫu thuộc hệ thống tên lửa chiến thuật. Sàn đáp và nhà chứa máy bay thay cho tháp pháo phía sau dành cho chiến đấu cơ AV-8B Harrier, máy bay trực thăng hạng nặng và tấn công, cũng như phi cơ đa nhiệm V-22 Osprey. Cùng với đó là chỗ ở cho SEALs và 800 lính thủy đánh bộ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, những kế hoạch này đã bị loại bỏ, một phần vì do số lượng nhân sự khổng lồ lên tới 2.800 người cần có để vận hành một chiếc thiết giáp hạm lớp Iowa. Trong thời kỳ phải tòng quân hàng loạt như Thế chiến thứ hai, đây có thể không phải là vấn đề. Thế nhưng, với một đội quân không có chế độ nghĩa vụ bắt buộc như Hoa Kỳ từ sau năm 1973, việc bố trí biên chế đầy đủ cho con tàu trở thành một vấn đề lớn hơn rất nhiều lần, dẫn đến kết quả là tàu sân bay chiến đấu không bao giờ được có cơ hội nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Mặc dù vậy, hỗ trợ các hoạt động đổ bộ một cách hiệu quả là mục tiêu được Hải quân và Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đặt ưu tiên cao. Do đó, một con tàu chiến có thể triển khai lực lượng lớn hỏa lực giá rẻ vào kẻ thù sẽ luôn giành được sự quan tâm. Đồng thời, khi nhìn vào những thất bại trong nỗ lực tái khởi động lớp Iowa và tiềm năng của các dự án vũ khí tương lai, thì có lẽ chế tạo một lớp thiết giáp hạm hoàn toàn mới
sẽ là phương án tốt hơn cả về mặt kinh tế lẫn đảm bảo năng lực tác chiến. Trong thời đại mà chiến lược chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực lên ngôi, đạn dược có thể cạn kiệt nhanh hơn bao giờ hết. Vì vậy, việc sở hữu các tàu chiến có khả năng tương tự các thiết giáp hạm đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Theo quý vị và các bạn, thời hoàng kim của những chiến hạm mang trọng pháo có đang quay trở lại. Hay đây chỉ là chương mới nhất trong cuốn sách được viết bởi những chuyên gia giàu trí tưởng tượng. Hãy đừng ngần ngại để lấy ý kiến bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ, nếu bạn đang kiên nhẫn xem đến những phút cuối cùng này, hãy nán lại để đón nhận món quà bất ngờ mà kiến thức quân sự đã chuẩn bị sẵn ngay sau đây.